Hello, chào chị em mình và chúc chị em mình buổi sáng vui vẻ nha. Lại là em đây, hôm qua em nộp hộp kem body cao cấp của công ty Huỳnh Đỗ cho chị em mình tham khảo rồi. Hôm nay em sẽ nộp hộp kem body kim cương của công ty Huỳnh Đỗ cho chị em mình tham khảo ha. Cái này là kem body kim cương 100, không không phải, hôm qua cao cấp là 190 một hộp ha chị em mình, còn cái này là body kim cương 220 một hộp ha chị em mình ha. Cái này giúp da body của chị em mình vừa giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa và trắng da luôn á chị em mình. Và cái hũ này tin là nó trọng lượng nó ít hơn, nhưng mà cái như chị em mình thích xài cao cấp thì xài, còn nếu mà mình thích xài cái mẫu kem body kim cương của công ty Huỳnh Đỗ thì mình xài hai chị em mình ha. Tại vì cái kem này nó vẫn nó trắng như nhau, nhưng mà kiểu như mà nó trắng hơn, với lại thành phần nó khác hơn, cho nên cái giá tiền nó cao hơn hả chị em mình ha. Đây, nhìn cái hộp kem body rất là xịn sò luôn á chị em mình. Bây giờ em sẽ mở ra cho chị em mình xem cái chất kem bên trong ha. Nhìn cái hộp kem body rất là đẹp luôn á chị em mình. Chị em mình mua hàng á thì liên hệ với em qua Zalo giùm em nha. Zalo của em 0923573008, hoặc là chị em mình liên hệ với em qua Facebook Huyền Lễ Shop nha chị em mình. Cái hộp kem body nó rất là đẹp luôn. Đây có tặng một cái muỗng sới kem cho chị em mình. Chị em mình đó muốn trộn chung với kem cũng được, hoặc mình muốn thoa lên da của mình đó 15 phút sau mình rửa lại mình thoa kem body vẫn được ha chị em mình ha. Đây nha chị em mình, cái hũ kem body kim cương bên trong. Cái chất kem này chị em mình thơm lắm á chị em mình. Thơm mà nó mịn, cái màu nó hơi xanh nhạt. Cái màu nó hơi xanh nhạt một xíu nha chị em mình. Đó, cái chất kem nó rất là mịn luôn á. Chất kem sữa chua, cái này lăn tông rất là hiệu quả ha chị em mình. Khi mà mình thoa lên da của mình đó, nó sẽ có cái lớp makeup da bên ngoài của mình đó chị em mình, rất là trắng luôn á hai chị em mình ha. Ngày mình sử dụng 2 lần, sáng và tối, kèm với tắm trắng và tẩy tế bào chết thì da chị em mình nó trắng lên rất là nhiều thì chị em mình. Chị em nào muốn xài body cao cấp thì xài, muốn xài kim cương thì xài hai chị em mình ha. Hai cái dòng body này em thấy cái dòng nào nó cũng ok hết trơn á chị em mình. Nó cái chất kem rất là mịn luôn đó chị em mình. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại.